anh em. Thì hôm nay mình sẽ phân tích một chút xíu về cái con R6 này, cũng vẫn là R6 thôi, nhưng mà con này được cái giới mấy bạn trẻ nó yêu quý nhiều quá, và nó cũng là một chiếc xe có nhiều gây ra rất là nhiều tranh cãi cho những cái người chơi trong cái thời gian cũng khá là dài. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái chút xíu vấn đề để mà nhận diện một con xe nó chính xác là bao nhiêu. Tại vì á, cái dòng đời của R6 từ 2008 cho đến 2016 nó y chang nhau thôi, nó khác nhau một chút, rất ít nếu mà người ta không biết coi. Nhất là những cái xe R6 cũ á, từ đời 2006 cho tới 2009, 2010 rất nhiều, nhưng mà nó na ná giống nhau thì mọi người hay biết đó, là nó khác nhau ở cái mắt đèn chỗ này. R6 từ đời 2008 trở lên nó có cái mỏ két nhọn chỗ này, còn bình thường cái đèn nó sẽ vuông cắt ngang vuông vậy ha, còn cái đời 28 lên nó dày. Nhưng nhiều người người ta lên cái đèn này rất dễ, anh em đâu có biết được nó đúng đời hay không, đúng không? Đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em, chia sẻ với anh em một chút xíu. Ví dụ như cái form từ đời 2006 cho đến 2016 nó là một cái form, nó sẽ khác nhau ở một số cái chi tiết được nâng cấp theo năm tháng, đa số là phục. Cái phục của con 2006, 2007 nó như vậy. Cái khoảng cách mà cái cục tròn này nè, nó dài một khúc này nè. Đó, cái đầu ti nó bằng đời cũ, thế hệ cũ. Phải chi mình có cái con R6 của mình đây dễ cho anh em thấy sự khác biệt, nó khác một chút xíu thôi. Nhưng mà mình biết được cái phục nào đời cũ, phục nào đời mới. À, cái phục này là của đời 2006, 2007. À, 2006, 2007 bắt đầu qua cuộc upside down đời đầu của con R6. Ở dưới nó y chang nhau thôi ha, nó không khác cái phần dưới ha. Cái phần dưới là nó y chang, nó cũng có cái bình dầu nhỏ nhỏ đây ha, nó giống thôi, nhưng mà nó khác nhau cái đầu phục ở trên này. Đó, đó, nó khác nhau cái đầu phục này. Cái đầu này nè, anh em nhìn kỹ nó khác chút thôi, nhưng mà đây là 2006, 2007. Còn 2008 cái lên đó, nó sẽ khác ở cái ti, cái đầu vàng này nó sẽ nhỏ xuống một chút ha, mà nó lồi lên, nó tạo ra cái hình trình mà màu vàng này nè, nó cao lên chút đó. Còn cái đầu này đầu nó bự lắm đó. Cái thứ hai thì con mắt chỗ này anh em cũng biết rồi đó. Thì ngoài ra thì nó thật sự là nó không có gì khác hết, nó cũng ná y chang nhau thôi đó. Nhưng mà phần động cơ ví dụ như thường cái chị hít đó, đa số là bản châu Á với lại bản châu Âu, thì nó có chỉ hết tới đây nè, cái đèn này sẽ chớp. Anh em mà để lâu quá nó sẽ mau hết bình hơn là cái chìa bình thường. Như cái chìa Mỹ á, thì nó là chìa thường ha. Cái về cái chức năng cái chìa khóa thì tất nhiên cái chìa từ này á, thì nó phải đúng cái chìa, nó đúng cái số mã số ở trong cái chìa á, thì nó mới kích hoạt được cái động cơ nổ. Còn cái chìa thường thì cứ đánh chìa, ăn cắp vô đánh chìa rồi cắn vô là quất thôi. Nhưng mà nó có ảnh hưởng một chút về cái độ, thì cái độ nó bảo mật thì cái chị hít nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nói về cái sự, đừng nói về cái bảo mật và cái sự tiện lợi đi, thì cái chị thường nó sẽ ok hơn đó. Với cái thứ hai nữa thì bản Mỹ thường nó sẽ, người ta gọi là full power, có nghĩa là không bị giới hạn, chứ không phải là bản Mỹ nó mạnh hơn mà nó không bị giới hạn thôi. Và đặc biệt mình rất thích cái con R6 đời 2006 hay là 7. Tại vì đời này mà bản Mỹ nha, thì không bị giới hạn nha, nó là cái con xe mạnh nhất của R6. Mạnh ở chỗ nào? Mạnh ở đây mình sẽ chia sẻ anh em. Con R6 đời 2006 hay là 7 á, cái vòng tua nó được 17.500 vòng. Còn từ 2008 trở đi á, nó chỉ còn có 16.500 vòng thôi. Đó, thì cái vòng tua nó hơn 1.000 vòng lận, nó rất là lớn ha. Khi mà cái nồi của bạn đạt cái hiệu suất tốt thì nó tải ra được tới mấy trăm vòng bánh xe, và mấy trăm vòng bánh xe nó tăng lên cái tốc độ nó lên tới bao nhiêu rồi ha. Cái thứ hai nữa mình thích bộ dây điện này đó ha, cái công suất của cái năm đó nó lớn lắm,
Bởi vậy mình hay thích mua những cái bộ dây điện đó. Thì mình ở đây mình không có giỏi về cái map chỉnh tune rồi. Mình chơi cái động cơ nó mình thích những cái bộ dây điện nó full như vậy để mình gắn một cái động cơ mới lên. Nó hơn được cái độ nhẹ động cơ, cái chuyển động nó nhẹ nhàng, nó nhịp nhàng hơn. Nó sự cải tiến ở cái họng gió vô nữa. Đó. Cái họng gió lớn hơn ha, đường xả ok hơn, cái bộ nồi được nồi thông minh ha, rất là nhiều thứ mà mình vẫn xài lại cái bộ dàn điện đó. Vậy là một cái xe nó hoàn hảo, nó rất là mạnh ha, mình không phải can thiệp đi map đi tune đi gì hết ha. Rủi ro mình đã không rành thì cái rủi ro đó mình cắt bỏ, không có đi hướng đó, đã không rành cái đường đó thì không có đi đường đó để mang cái loại rủi ro cho mình. Bởi vậy mình biết cái gì mình làm cái đó, giảm rủi ro lại. Thì ở đây á, nhiều người á, mua xe nó bị thuốc, bị này bị kia. Ở đây là thường anh em nói ra như vậy nó sẽ mang lại một sự đồng cảm, nhưng mà nếu mà như mình xét ở một khía cạnh công bằng á, anh em coi xe không tới là chuyện của anh em, còn chuyện ta hứa hẹn gì anh em hay là gì anh em là chuyện đó, hứa hẹn giải quyết như thế nào là ở anh em. Cái thứ hai nữa, người ta đưa cho anh em coi không kỹ, anh coi em coi không tới, đó là chuyện của mình thôi, không có trách người ta được. Người ta có thuốc, có lừa mình thấy mà mình vẫn mua. Đó là nói chung là cái ham muốn, cái dục vọng của mình lớn lớn hơn cái mức độ an toàn mình phải chịu. Dám chơi thì phải dám chịu thôi. Giống như con xe này, con xe này là chủ trước đã mang xe tới mình làm rồi. Mình làm cái dạng như là làm máy rất nhiều lần là không có chạy được. Mang tới mình là cái lúc mà nó không còn nguyên dạng con xe. Có đồ thúng á, có nghĩa là đồ thúng là thùng thùng tới, nó thiếu rất là nhiều đồ. Mà bản chất là máy quá nhiều lần nó nát lắm rồi. Mình nói mình làm lại giá có 2 mấy triệu rồi, mình nói cái này là cứu thôi. Đó là chỉ chạy được ổn định ở cái cấp độ này thôi, không thể nào mà chạy mắc bích được. Thì chủ cũng hết tiền chủ sửa quá nhiều lần rồi, giờ tôi chỉ có nhiêu đó đó, anh làm cho tôi nhiêu đó đi, ok sẽ làm nhiêu đó. Tới giờ vẫn chạy bình thường, nhưng mà chạy cái tèn và tèn thôi, chạy 150 nó về. Mà ở cái cường cường độ không thể cao được, nó chạy được là may lắm rồi, nhiều người ta làm đâu có chạy được đâu, mà thiếu đồ tùm lum hết mình làm chạy được là ok. Cái cốt dên á, bốn cái tay dên là bốn cái cốt khác nhau, có nhiều cốt nó dày lên là cái lõi bị xước mà không chịu thay, cái trục dên mình phải bào lại nó nhỏ xíu như đây nè. Mình biết được cái điều đó cho nên lúc mình nhận xe mình đã nói nè, không chạy được nhanh nha, giá tiền đó là chỉ có như vậy thôi, ok làm mình mới làm, chứ không phải ôi tôi làm lại nổ máy xong là thôi. Không có, trước khi nó dù nó là đồ thúng đi nữa nhưng mà người thợ người ta nhìn đồ người ta sẽ biết xe này làm lại nó tầm bao nhiêu tiền, chạy được cái mức độ như thế nào thôi. À, vẫn đúng như lời hứa ha, mình làm gì cũng vậy, phải biết được mức độ của nó, cái level ở trong chỗ đó ha, để bảo đảm cho người ta chỉ chạy được nhiêu đó thôi. Còn anh quá quy định, anh là anh tự anh chịu ha. Thì mình chỉ là cái người mình có trách nhiệm với chủ xe, mình cam kết với họ sao. Nhưng mà cái xe này bán cho một người khác và cái người đó vẫn tìm thấy mình, lần này là làm để chạy thì mắc bích, giống như con xe ve chai của mình banh máy mình làm để chạy mắc bích thì nó phải có giá của mắc bích. Mình cam đoan với người chạy là ok anh muốn chạy mắc bích, em sẽ làm cho anh chạy mắc bích với một cái gói khác, một cái sự cam kết khác ha. Cái xe mô tô này á, nói nó khó làm cũng phải không khó. Cái vấn đề làm ở đây á, nó có nhiều hướng. Ví dụ như cái xe CT đi đó, ví dụ CT chiếc đó đi, ở Việt Nam mình có rất là nhiều lò. Anh đi bài 62 đúng không, tôi tới bài 62 có giá 62, anh đi bài 65 bài 65 có giá 65. Nhưng cái chiếc xe mô tô nó không phải vậy. Cái xe mô tô nó làm máy, anh có đủ đồ của, ví dụ như bữa nay làm R6 nè, là máy anh có đủ đồ máy của nó là anh thắng nó 60% rồi nè. Đó. Chứ không ai hơn ai gì cả, chỉ lắp đặt cái đồ zin nó vô và mình làm cho đúng thôi, cái kỹ thuật ráp cho đúng thôi, chứ không có ghê gớm gì hết trơn á. Chẳng qua là
những cái chỗ khác người ta không có chịu trữ đồ, và cái nguồn đồ người ta chia lại giống như là anh em thợ chia với nhau. Ví dụ mình đi, anh thợ nói tôi mua cái đồ đó, cái chất nó chỉ còn như đó đó, thì mua cái đồ rẻ tiền. Nhưng mà đặc biệt là cái đồ nào mà nó còn lửng á, mình dùng hết à, mình chỉ còn cái đồ khá, cái đồ dữ thôi, khá là mình may ra mình mới để lại đó. Chứ mình, tại vì mình nghĩ là có nhiều cái cục máy ấy, người ta đã nó còn có 60-70% mà mình thay cái đồ mới vô thì nó cũng phí quá ha. Nhưng mà mình thay cái đồ vô mình bán cho người ta để cho nó phù hợp với cục máy đó. Nhưng mà còn những cái đó về mấy cục máy đó về chỉ thay cái đó chạy cũng không được, mình biết gì đó. Nhưng mà vấn đề là mình thích bán đồ cho thợ đó, là ok, đồ dạy giá dạy ngang và không có đòi bảo hành không gì hết á, tại vì họ nhìn đồ họ biết còn xài được hay không. Và mình á, cái móc công bằng của mỗi người á, ai cũng có á, chứ không phải ta đi công bằng lớn mà kia không. Nhưng mà cái vấn đề là cái đồ đó còn 60% là 60%, 80% là 80%, là cái móc của mình thường mình nói á, lúc nào nó người ta mua về ôi cái này còn tốt mà sao nó thẩm định là nó thấp quá. Nhưng mà tại vì mình thấy đây đồ mới quá nhiều và cái nhận định của mình nó khác, tại vì mình mua đồ ở đây cái đồ xe tai nạn, đồ xe mới không à đó, cho nên mình nhìn cái đồ nó có một cái mốc thẩm định nó chính xác hơn chút ha. Cái thứ hai nữa là cái cách làm việc của mọi người. Cái đồ của mình mua xe tai nạn về mình ráp nó đầy đủ, ráp rất là nhanh, mình nói thẳng một chiếc xe dầm rã ra lạng hoạn mình đủ đồ là trong 2 ngày đến 3 ngày là xong một chiếc xe, cả rã và ráp và gắn lên thử test máy xong để hoàn chỉnh là chỉ 2 đến 3 ngày thôi. Với những người gói mà gói gọi là chạy max big, tại gói đó là cái gói đủ tiền, còn cái gói thiếu tiền á, cái xe hiện tại của anh em á, nó không ở một cái mức độ bảo dưỡng định kỳ, cho nên nó rất là nhiều thứ phải làm, chứ không phải là làm cục máy, ịch cục máy lên là chạy. Mình làm cục máy mình lấy tiền công rã ráp lên xuống là 5 triệu, trong đó đã có vệ sinh bét bướm bình xăng lớn này kia rồi, là vệ sinh hết rồi đó, tiền vệ sinh không 2 triệu mấy 3 triệu rồi à. Nhưng mà bắt buộc cái cục máy nó hoạt động tốt thì những cái đó mình phải làm mà mình đâu có nói à. Nhiều người nói không có hiểu, những người khác máy là máy xong nha, còn vệ sinh bét bướm hay bét bướm hư cái gì là chuyện của anh. Mình đã vệ sinh tổng bảo, mình kiểm tra tổng quát cả làn điện đó rồi, đo điện kiểm tra này nọ ha, những cái mà đứt hay là muốn đứt hay mục hay gì mình cũng phải làm lại, nó nằm trong 5 triệu bạc đó. Nhiều khi nói 5 triệu rồi, ui chỗ kia làm nguyên cục máy ráp lên có 1 triệu 2 triệu xanh lấy 5 triệu anh tới chỗ kia làm thôi chứ sao giải thích được. Tại vì mỗi một chỗ nó có một cái cách làm khác nhau. Tôi làm nên tôi bao chạy, tôi phải kiểm tra hết toàn bộ điện mọi thứ hết, chứ đâu phải là chỉ có làm cục máy không đâu. Mà tiền công 5 triệu nếu mà làm một cục máy rất là cực kỳ, là không hề đơn giản đâu, lên xuống rất là cực, mở áo ra ráp vô rồi làm những cái vấn đề đó mà kêu rẻ quá sao làm. Thì nếu mà rẻ tiền công thì người ta nâng tiền đồ, đơn giản như vậy thôi à. Còn mình ở đây á, thứ nhất là không có chỗ nào nó hoàn hảo, trừ hãng. Hãng nó chuyên một dòng xe, nó trữ đồ đủ từ đầu tới cuối một dòng xe, thì cái giá tiền mà của hãng ra nó nhập từ nhà sản xuất không thể nào chênh lệch ha. Còn mình có nhiều, mình quá nhiều dòng xe đi mà mình chuyên làm máy thôi. Những cái chỗ giống như là lọc gió Canon bên mình chưa có phân phối bán, mình phải đi mua lại chỗ khác. Đôi khi sẽ có sự nhầm lẫn giá. Và luôn luôn mình có ghi cho anh em cái tờ giấy, anh về anh coi lại chỗ nào chưa hợp lý nói em xử lý lại cho anh ha. Đó. Thì để làm chi? Thì để mà ví dụ như có xảy ra cái sự chênh lệch giá nó nhiều, anh em phải báo. Và cái vấn đề bên mình làm xe, mình đã ghi tiền công trong những món đồ luôn, chứ mình không ghi công riêng, không có công riêng công như mỗi món đồ đó, thì chắc chắn cái món đồ đó nó giá nó phải mắc hơn giá thị trường, lý do nó đã có công làm ở trong đó luôn rồi đó. Nhiều người phải hiểu, người ta mua cái lọc gió 1,5 triệu mấy chục, tiền công đi về người thợ người ta phải chạy đi,
đi đi về là mất bao nhiêu thời gian ta phải làm này đó. Nếu mình muốn chính xác thì mình khuyên anh em mà những cái món đồ đó mua qua để mình gắn, mình lấy tiền công thôi cho lẹ, mình không thích đi mua để lấy cái chênh lệch đó đó. Nhưng mà cái gì cũng phải nghĩ cho nó đúng, đừng có mà sát quá ha. Rồi làm mấy phân khối lớn thật sự là mình được cái lợi thế là mình đủ phụ tùng của máy móc đó, cho nên mình làm đẹp. Với lại bên mình thợ nó trải qua làm máy từ cái đời cũ đến đời mới rất nhiều, cho nên cái kinh nghiệm nó có và đồ mình cũng có, cho nên những cái điều kiện mà mình làm nó hiệu quả, làm nhanh thì nó nhanh hơn người ta, nên được cái chỗ đó thôi, chứ không phải là chỗ mình ghê gớm hay là gì dữ không có khác. Cho nên đó mình chỉ có một cái là cam kết với khách hàng thôi, chứ mình không có khoan mình làm được cái gì ghê gớm lắm hay này kia, tại vì bên ngoài rất nhiều người giỏi hơn mình rất rất nhiều. Mình chỉ dám chia sẻ những người mới chơi và những cái khách hàng của mình và những cái người mà muốn biết về cái nghề làm sửa xe như vậy nè, thì mình chia sẻ người ta thôi, chứ mình không có hơn gì nhiều cho người ta, không có phải là bon chen hay là hơn thua nhau, không có. Cứ anh em tin tưởng tới, cam kết với anh em vậy giá cả vậy, được chặt bụp là có nguồn lợi là có vui rồi, không cần hơn thua ai hết, mình không khe với ai hết, ai muốn nhận làm gì ghê gớm mình làm, còn mình chỉ vậy thôi. Và những cái cuộc chơi nào mình nói như thế rõ ràng ha, có vậy ha, xong xuôi thôi dễ xử đó. Như Hai Gia làm máy nè, đây đồ Hai Gia có sẵn rất rất nhiều đồ. Mình lên turbo cho nhiều dòng xe, nhưng mà ví dụ như một số dòng á, một bộ turbo nó rất là mắc, một set của nó rất là mắc, thì á nhiều cái như Hai Gia, mình mê Hai Gia đi, mình mua sẵn, anh em thích là qua chặt bụp nhanh lắm, mấy ngày xong là một chiếc xe lên turbo tầm 3 ngày là xong nếu có đồ sẵn. Còn những chiếc xe mà không có phải đặt đồ về thì anh em đợi cái thời gian đặt xong về tới đây nè, một ngày mình nghiên cứu, mình chưa làm được đó, mình nhìn mình ngắm mọi thứ xong mình bắt đầu vô làm từ 3 đến 5 ngày là xong, khẳng định với anh em là vậy. Trước khi người ta làm, người ta phải nhìn ngó, chứ không phải là có nhiều chỗ người ta mở ra hết rồi mới làm từ bước, không có. Mình ở đây khác, mình phải nổ mấy xe, mình thẩm định nó như thế nào, đường hướng đó mình coi đồ mình còn sao, mình dự đoán trong đầu mình hư những cái gì rồi làm những gì, mình đã set up một cái đường đi rồi, mình mới mở ra, có gì phát sinh thì nó sẽ chậm hơn chút, nhưng mà chậm hơn của một cái dự tính trước, chứ không phải là tới đâu mới làm cái đó, đâu mới làm cái đó, không có, đây không có chuyện đó. Cho nên là những cái việc mà mình làm nó khá là nhanh hơn chỗ khác đó. Nhưng mà cái người thợ, mình nói với anh em, người thợ người ta mới biết nhìn cái đồ nó còn xài được hay là không, khách hàng không thể nào biết được hết trơn á. Khách hàng nhìn chỉ biết đẹp thôi, giống như con xe nhìn sơn bóng bẩy đẹp thôi, nhưng mà thật sự nó đâu, đồ người thợ nhìn đâu có đẹp thật sự luôn á. Cái đồ nó không đẹp thì anh em có làm bóng bẩy cái nào nó không bao giờ đẹp. Có thể sơn ở đây đẹp, nhưng mà những cái góc cạnh nè, đây ví dụ đây đi, nó bể nó hở hết trơn rồi sao gọi là đẹp được ha. Cái này người ta cắt luôn rồi. Cái dấu này là cái dấu cắt gọt rồi. Anh quay bên này để đây, cái dấu này dấu cắt gọt rồi đó ha. Nhìn dấu cắt gọt, cái cách làm của mỗi người nó khác ha, chứ không phải là cứ ai làm là cũng như vậy. Tôi mới làm rồi nó không có đúng đâu nha, cho nên là anh em nên có một cái cách nhìn nhận nó phải thực tiễn. Anh hứa gì anh ghi vô giấy đó, rõ ràng cái sự cam kết ràng buộc phải rõ ràng, và tiền bạc cũng nên sòng phẳng ha. Ở đây mình cũng đã cho thiếu rất nhiều, nhưng mà đa số là 40% là người ta không trả đó. Còn rất nhiều người vẫn trả đúng giờ, nhiều khi mình không nhớ người ta vẫn trả, cũng có rất nhiều người đàng hoàng ha. Nhưng mà có nhiều người cũng thấy đó là cuộc sống mà không thể nào mà nó như ý mình được.
đó thì mình phải có một cái giữ biết giữ khoảng cách thôi đó. Còn làm xe thì cái cách làm việc của bên mình là như vậy đó. Chứ mình không, tại vì sao là có nhiều người làm có cái đó không mà mắc, nhưng mà không phải tới làm chỉ cái đó, anh em mới hiểu vậy. Ví dụ như nào giờ anh em theo một cái quy trình bảo dưỡng như vậy rồi á thì cực kỳ đỡ luôn, hư gì làm đó. Nhưng mà nào giờ không như vậy, vậy làm sao phải làm như vậy mà nó hiệu quả được ha. Mà mang tiếng, ủa tôi mới làm cái này mà sao bị hư cái kia, rất nhiều người bị mang tiếng như vậy đó, thì cũng rất là tội cho cái người sửa xe. Xe anh đâu có thuộc theo một cái quy chuẩn nhất định đâu, anh đâu có bảo dưỡng đúng thời hạn thường xuyên như đâu. Tôi làm cái này nhiều cái hơn á, nhiều khi mình mở bên này, ủa sao về nó chảy nhớt bên kia, em đâu đụng tới bên đó đâu anh. Nhiều người người ta hiểu, nhiều người người ta không hiểu thì người ta mới nói được những cái câu đó. Nó rất là khó xử như vậy, bởi vì vậy mới có những cái clip như vậy để chia sẻ nhiều hơn tới cái người sử dụng á, cho người ta hiểu. Và người ta đã hiểu rồi thì người ta không có nói tùm la tùm lum đó. Thì mong rằng những cái clip của mình được thấy, anh em thấy mà những cái chia sẻ của mình nó còn thiếu sót cái gì hay như thế nào đó, anh em cứ góp ý. Và cần muốn biết những cái gì về vấn đề gì, mình sẽ làm một cái clip để nói trả lời những cái thắc mắc đó của anh em. Và mình cũng xin phép rằng là mình chèn quảng cáo để có những cái clip mà nó chuyên sâu hơn, nó rõ ràng hơn, nội dung nó sâu hơn ha. Là mình cần phải có người làm clip đó, và người ta đã chích cái thời gian nó ra để cho mình những cái thông tin đó, thì người ta phải lấy lại cái nguồn lợi gì đó. Cái gì nó cũng phải có một cái sự cân bằng, cuộc sống là nó phải cân bằng, làm xe cũng phải vậy, xe mà chạy thanh thoát là phải đường vô đường ra, mọi thứ nó phải ổn định cân bằng, bất kỳ cái gì nó cũng phải cân bằng và tuần hoàn thì nó mới tồn tại được và phát triển được. Anh em phải hiểu những cái điều đó. Thì và mình nói thường á, nó mình sẽ sử dụng hết, cố gắng sử dụng hết cái tư duy của mình để nói làm sao một cách dễ hiểu nhất cái mà mình muốn nói với anh em. Mà đôi khi là ấy, mà mình thì học không có cao, cho nên những cái ngôn từ, cái từ ngữ của mình nó ảnh hưởng theo cái lối sống từ nhỏ tới lớn ha, theo cái xã hội hàng ngày mình tiếp xúc, cho nên nó không có được cái nhiều cái từ gọi là chuyên ngành. Cho nên là anh em hiểu là được, mình có ví dụ như anh em ok cái chỗ đó phải nói như vậy mới đúng, sang ơi ok chấp nhận, mình sẽ khắc ghi nó ok, để mà mình lần những cái clip sau mình nói cho nó đúng hơn ha. Còn mục đích mình nói như thế nào thì mong anh em hiểu là mình vui và anh em ủng hộ. Cảm ơn những gì mà anh em đã ủng hộ mình trong cái thời gian qua. Thì thật sự cũng nhờ cái kênh YouTube này mà mình có cái nguồn khách hàng ở tỉnh rất là nhiều đó. Thì mình sẽ cố gắng trong năm nay mình sẽ mua thêm một cái chiếc xe vận chuyển để mà mình chở những cái xe khách hàng từ nhà cho tới chỗ làm, rồi xong rồi trả lại khách hàng, chỉ lấy tiền một chiều, và một chiều đó bằng cái giá thị trường, chứ không phải là chiều đó mắc hơn, là chia đều nó cũng bằng nhau ha. Mình làm việc đã như vậy thì mình phải làm cái gì đó nó khác biệt, chứ không phải trên cái phương thức nói thì nó vậy nhưng mà thật sự tính ra nó cũng như nhau, nó không phải như vậy ha. Mục đích là để khép kín lại cái quy trình từ khách hàng tới cho mình và rút ngắn thời gian, khách hàng không cần phải chạy lên đây, làm xong em gửi lại đó, người ta vẫn làm cái công việc hàng ngày của người ta được. Tại vì nhiều khi á, nhiều người rất là bận ha, không có chạy xe tới làm được và ngồi chờ đợi rất là cực ha. Mà cái cơ sở của mình không có phòng lạnh để cho khách hàng ngồi chờ đó, mình thấy rất là thương. Nhiều người ngồi ở ngoài nắng như vậy á, nóng như vậy, không có đủ cái gì tiếp khách hết á, rất là ái ngại. Cho nên mình sẽ dùng cái sử dụng cái này để mà dù gì cái này nó nâng cấp, cái này nó vẫn rẻ hơn là nâng cấp một cái cơ sở, cho nên mình sẽ đầu tư cái xe đó. Đây, cảm ơn anh em nhiều. Rồi mọi thứ mình làm nó sẽ có cái quy chuẩn hướng đi theo cái mô hình của mình, theo cái lực của mình, tại vì mình ra đường là hai bàn tay trắng, không có được sự giúp đỡ nhiều. Cái gì mình cũng sẽ nâng cấp từ từ theo cái khả năng của mình đó. Chứ mình không có được nhiều tiền, cho nên mình mọi thay đổi đã theo cái dự tính của mình rồi, cái đường hướng phát triển của mình rồi, cho nên là có gì anh em cứ góp ý và mình sẽ nâng cấp từ từ. Cảm ơn anh em nhiều.